Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, đây là chương trình nhận định về trận đấu giữa Hải Phòng với Công an Hà Nội tại vòng 4 V-League 2023-2024. Có thể nói đây là trận cầu tâm điểm của vòng đấu này. Cho dù Hải Phòng không phải là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch ở mùa giải năm nay, tuy nhiên thì đội bóng này vẫn luôn tạo ra được những cái đột biến và giúp mang lại cho người hâm mộ những cái trận cầu có tính chất hấp dẫn và giải trí rất là cao với cái lối đá tấn công và rất là đẹp mắt mà huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã giúp cho Hải Phòng thi đấu rất là hay từ khi mà ông dẫn dắt đội bóng này. Và ở cái vòng đấu này thì Hải Phòng được thi đấu trên sân nhà tiếp đón nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội. Trước khi bước vào trận đấu này thì cái phong độ của Hải Phòng thực sự mà nói thì không thực sự tốt cho lắm, đúng không ạ? Hải Phòng thì đang có cái phong độ nó tương đối là phập phù. Sau cái chiến thắng 5-3 trước Hà Nội FC thì ở 3 trận đấu sau đó đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chưa có được chiến thắng nào cả. Họ hòa Makassar ở cái trận đấu gần nhất, trước đó thì thua 1-4 trước Sapa và thất bại 0-1 trước Bình Dương. Điểm chung trong 3 cái trận đấu của Hải Phòng gần nhất đó chính là đội bóng này chơi rất tốt trong hiệp thi đấu đầu tiên, nhưng trong hiệp thi đấu thứ hai thì khi mà cái nền tảng thể lực nó bị xuống thì các cầu thủ Hải Phòng đã không thể nào mà giữ sạch lưới được cả và liên tục nhận những bàn thua, đặc biệt là ở trận đấu với Sapa. Họ đã chơi rất tốt nhưng mà sau đó nhận liên tục những bàn thua. Các hậu vệ biên của Hải Phòng đã không thể theo kịp những tiền đạo cánh và giàu tốc độ của bên phía Sapa, cho nên là nhận thất bại với tỷ số 4-1. Còn trận đấu với Makassar trên đất Indonesia thì Hải Phòng là đội mà chơi hay hơn và kiểm soát bóng hoàn toàn. Nhưng mà việc các tiền đạo chất chiêu hội không tốt mới ghi được có một bàn thắng thôi. Và sau đó thì hàng thủ lại làm cái nhiệm vụ mình không thực sự ổn thì đã bị gỡ hòa. Tất nhiên đó là một tình huống gỡ hòa ở trong tình huống cố định. Nhưng mà trong trận đấu thì cái hàng thủ của Hải Phòng, đặc biệt là hành lang của hai biên thì bị khoét rất là nhiều, cho nên là không thể nào cầm được. Do cái lịch thi đấu dày quá cho nên cái phong độ của Hải Phòng nó cũng là một trong lý do khiến cho phong độ của Hải Phòng bị đi xuống. Vì vậy mà Hải Phòng đã liên tục nhận những kết quả không tốt, và chưa kể là họ gặp toàn những cái đối thủ mà nặng thôi, đúng không ạ? Trước khi mà giành chiến thắng trước Hà Nội 5-3 thì họ cũng đã có trận đấu trước Sapa thì thắng trên sân Lạch Tray, sau đó thì thắng luôn Hà Nội FC với tỷ số 5-3. Nhưng mà đó là trận đấu mà cái bước ngoặt là Văn Quyết đá hỏng phạt đền. Nếu như Văn Quyết đá vào phạt đền ở tình huống đó thì mình nghĩ rằng Hải Phòng thua thôi, không thắng được, nhưng mà điều đó không xảy ra. Và với cái chuỗi phong độ như thế này thì Hải Phòng, cái tâm lý của Hải Phòng bị ảnh hưởng ít nhiều, đúng không ạ? Bị ảnh hưởng ít nhiều bởi vì là có chuỗi 3 trận đấu liên tiếp không biết mùi chiến thắng, và bây giờ cái nền tảng thể lực, phải nói thẳng như vậy, nền tảng thể lực thì không thể nào mà tốt bằng Công an Hà Nội được, bởi vì Hải Phòng đã thi đấu căng sức ở nhiều mặt trận khác nhau và cái nền tảng thể lực có thể chất di chuyển nhiều quá, cho nên là không đảm bảo được. Đây cũng là lý do mà cái yếu tố mà Thuật Thể Thao lo ngại nhất Hải Phòng, bởi vì là với cái nền tảng thể lực mà không đảm bảo được thì gặp Công an Hà Nội sẽ rất là nguy hiểm, bởi vì đội bóng này có hàng công cũng như là những cái cầu thủ chạy cánh rất là nhanh, cho nên các hậu vệ của Hải Phòng nếu như không làm tốt nhiệm vụ thì cái nguy cơ ôm hận rất là cao. Và trái ngược với cái phong độ của Hải Phòng thì bên phía Công an Hà Nội là có phong độ tương đối là tốt. Đấy. Trong 5 trận đấu gần nhất thì Công an Hà Nội duy trì cái thành tích bất bại với 5 chiến thắng và chỉ có một trận hòa thôi. Trận hòa đó là trận hòa trước Bình Định ở cái trận ra quân của V-League mùa giải năm nay trên sân hàng đây. Đó là trận đấu mà Bình Định họ đã chơi phòng ngự rất kiên cường và có một điểm trước Công an Hà Nội. Những cái trận đấu sau đó thì Công an Hà Nội đã thắng Hoàng Gia Lai với tỷ số 3-0 này, thắng Hà Nội FC với tỷ số 2-0 và tiếp tục thắng Hoàng Gia Lai ở đấu trường Cúp Quốc gia cũng với tỷ số 2-1. Thì cái chiến thắng 2-1 gần nhất của Công an Hà Nội trước của Hoàng Gia Lai đó chính là dưới chiêu đãi của huấn luyện viên Ngô Ki-un. Thì đây là ở trận đối đầu tối nay thì sẽ là cái màn so tài đầu tiên của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm với huấn luyện viên Ngô Ki-un ở cái đấu trường V-League. Đây là cái trận đấu đầu tiên mà huấn luyện viên Ngô Ki-un cầm Công an Hà Nội đá ở V-League. Vì vậy mà quyết tâm sẽ rất là cao. Nhưng nếu như xét về cái vị trí huấn luyện viên ấy, thì mình thấy rằng là huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm là người có kinh nghiệm hơn, vì ông đã từng dẫn dắt Hà Nội và làm mưa làm gió ở V-League, giành rất nhiều danh hiệu. Khi dẫn dắt Hải Phòng thì ông đã để lại những cái dấu ấn và giúp cho Hải Phòng giành ngôi áo quân ở mùa giải trước nữa rồi, đúng không ạ? Thì mùa giải năm nay cái quân số của Hải Phòng thì thực sự mà nói thì
không phải là quá mạnh nhưng mà cũng không phải đến nỗi yếu. Huấn luyện viên Chu Huỳnh Nghiêm vẫn có thể vận hành được cái lối đá của ông, chiến lược bóng đá của ông. Và trong khi đó thì huấn luyện viên Gokyun thì cái kinh nghiệm ở V-League thì bằng không, đúng không? Bây giờ thì mới bắt đầu dẫn dắt, nhưng ông lại để lại cái dấu ấn khi mà dẫn dắt U23 Việt Nam ở cái vòng chung kết U23 châu Á 2022, cái giải đấu mà U23 Việt Nam đã chơi rất tốt và lọt tới vào tới vòng tứ kết và chỉ thua nhà đương kim vô địch Saudi Arabia mà thôi. Thì đó là những cái dấu ấn. Nhưng mà thực sự mà nói thì cái việc mà huấn luyện viên Gokyun mới đến Công an Hà Nội thì ông phải cần có thêm những cái thời gian để mà xây dựng và vận hành lối đá của mình. Ở trận đấu ở vòng loại quốc gia vừa rồi thì huấn luyện viên Gokyun đã phá cách và đã bố trí một số cầu thủ chơi ở những cái vị trí mà không đúng với cái năng lực sở trường của họ để cải tiến họ lên, nhưng mà cũng đã gặp những cái trục trặc nhất định. Tuy nhiên thì trong hiệp thi đấu thứ hai thì ông ấy đã sửa sai và đã giúp cho Công an Hà Nội có màn lội ngược dòng trước Hoàng Gia Lai. Đó là đối đầu với Hoàng Gia Lai thì có thể thử nghiệm như vậy được, nhưng khi mà gặp những đội bóng như là Hải Phòng và những đội bóng ngang cơ thì việc mà đá như thế thì sẽ rất là mạo hiểm, sẽ rất là căng. Thì đây là trận đấu mà mình nghĩ rằng Công an Hà Nội sẽ thi đấu với cái chiến lý bóng đá tấn công. Tuy nhiên thì ông ấy sẽ phải tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ chất lượng nhất và có phong độ cao nhất để mà vận hành. Chứ đối đầu với Hải Phòng sẽ không dễ, bởi vì trong cái lịch sử đối đầu, 3 lần đối đầu gần nhất của Hải Phòng với Công an Hà Nội thì Công an Hà Nội chưa thắng được trận nào đâu. Họ chỉ hòa 2 và thua 1 trận. Và nên nhớ rằng ở cái trận đấu lượt về mùa giải năm ngoái với ngay tại sân hàng đấy thì Công an Hà Nội còn nhận thất bại với tỷ số 0-2 cơ. Đấy. Cho nên đây là trận đấu mà thi đấu trên sân Lạch Tray thì cũng sẽ không dễ gì cho Công an Hà Nội đâu. Và đây là trận đấu mình đánh giá rằng nếu như Hải Phòng mà phòng ngự tốt và giải quyết được cái bài toán ở hành lang hai biên chơi tốt hơn thì sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho Công an Hà Nội. Và đây là trận đấu mà mình dự đoán là nhiều khả năng hai đội sẽ hòa nhau, nhiều khả năng hai đội sẽ hòa nhau, bởi vì ở thời điểm hiện tại thì Công an Hà Nội dù cái chất lượng đội hình tốt hơn và có huấn luyện viên là huấn luyện viên Gokyun rất là cá tính, nhưng mà cái cá tính là một chuyện, còn cái việc điều binh khiển tướng để mà giúp cho Công an Hà Nội trở thành một thể thống nhất thi đấu nhuần nhuyễn hay không thì ông Gokyun vẫn cần thêm thời gian. Ông mới dẫn dắt Công an Hà Nội được một ít thời gian thôi, vì vậy là chưa thể nào mà thổi hết cái tinh túy và chưa thể nào mà các học trò ông có thể hiểu hết được cái triết lý bóng đá của ông đâu. Vì vậy mà ở trận đấu vừa rồi với Hoàng Gia Lai chúng ta vẫn thấy được những cái lạc nhịp và những cái điểm nó chưa nhuần nhuyễn lắm trong cái cách triển khai tấn công của Công an Hà Nội, và cần thêm thời gian. Và mình nghĩ rằng đây là trận đấu mà Hải Phòng vẫn sẽ chơi với một cái phong cách như bình thường, tấn công và chuyền bóng đa lát bóng đẹp mắt, nhưng mà cũng phải ưu tiên khả năng phòng ngự nữa, vì Hải Phòng phòng ngự ở mùa giải này tương đối là tệ. Và nếu như làm được điều này thì mình dự đoán Hải Phòng ít nhất sẽ có một điểm trước Công an Hà Nội ở màn sân bài trên sân vận động Lạch Tray. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và bạn có dự đoán gì về tỷ số giữa Hải Phòng với Công an Hà Nội thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất khi lên sóng mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bạn trong những chương trình tiếp theo.